Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series học lập trình qua dự án thực tế, dự án Event Hub. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đào Quang, một kênh chuyên về hướng dẫn lập trình từ A đến Z thông qua các dự án thực tế, được phát vào lúc 19 giờ hàng ngày. Ở phần trước thì chúng ta đã hoàn thành xong cái màn hình home screen và cái màn hình detail của event ở đây rồi. Nhưng mà bên chỗ home screen thì nó sẽ còn một cái nữa mà mình sẽ cần phải hoàn thành nó ở trong cái phần này, đó là cái phần location của người dùng này. Khi mà người dùng người ta vào ứng dụng mình á, thì mình phải lấy được cái vị trí của họ hiện tại ở chỗ nào đó để mình có thể set nó vào đây. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là khi mà người dùng người ta chuyển qua cái phần map này này, thì mình phải biết là họ ở đâu để mình lấy ra được những cái event mà đang ở gần với họ. Ví dụ như mình cho cái giới hạn là cách trong vòng khoảng là 1 km, thì mình sẽ phải lấy được tất cả những cái event ở trong vòng 1 km từ cái vị trí mà người dùng người ta đứng. Bán kính là 500 đó, 500m hoặc là 5 km gì đó, nó phải ở gần đó thì mình phải lấy ra được, thì mình phải biết được cái người dùng người ta đang đứng ở đâu là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là mình từ cái vị trí của họ là mình phải lấy được cái tên của cái nơi họ đứng, chẳng hạn như nó sẽ có một ví dụ, tên đường hoặc là tên của cái ví dụ như tòa nhà nào đó chẳng hạn, mình sẽ phải lấy được nó ra và mình hiển thị nó ra ở đây ha, chứ mình không thể hiển thị được hai cái số ở đây được, nhìn nó rất là kỳ. Rồi, ở trong cái phần trước thì mình cũng đã làm xong cái phần event detail của mình ở bên này rồi ha. Bây giờ mình sẽ chỉ làm phần kia, phần địa chỉ của người dùng thôi. Thì để lấy được cái thông tin địa chỉ của người dùng á, thì mình sẽ sử dụng một cái thư viện, đó là React Core React Native Geolocation nhé. Native Geolocation. Đây là mình sẽ lấy được cái thông tin của vị trí của người dùng. Kể cả khi mà người dùng người ta có đang di chuyển thì mình vẫn lấy được nha. Nó là cái watch location của cái API của nó có cung cấp cho mình nè. Đây ha, mình sẽ lấy cái địa chỉ hiện tại là current location, current position này, là mình sẽ lấy được cái này ra. Ok, mình cũng có thể theo dõi cái địa chỉ watch position, tức là khi mà người dùng người ta di chuyển, giống như các ứng dụng mà giao hàng đó, các bạn sẽ thấy là người đi shipper, người ta di chuyển ở trên đường á, thì mình phải biết được họ đang ở đâu để họ tính toán được cái con khoảng cách hoặc là cái tuyến đường gần nhất đến với cái địa chỉ mà mình mong muốn đó, thì nó sẽ phải dựa vào cái watch position này nhé. Ok, đầu tiên là mình sẽ phải cài nó vào trước cái đã, cài cái React Native Community Geolocation này vào này, Ctrl C, rồi mình sẽ tắt cái app đang chạy đi để mình cài. Cái này thì mình sẽ chạy trên máy thật nha các bạn, tại vì máy thật á, thì mình sẽ lấy được cái địa chỉ thật. Còn nếu mà các bạn xài máy ảo á, thì nó sẽ ra địa chỉ ảo hoặc là nó không ra nhé. Đối với iPhone á, thì nó sẽ ra địa chỉ giả. Còn Android thì mình chưa thử, là trên máy ảo thì không biết nó có ra hay không. Then add này, React Native Community Geolocation nhé. Các bạn lưu ý là mình phải chạy trên máy thật nhé. Ở đây là mình đang chạy trên máy thật này. Máy thật thì khi mà các bạn cài cái thư viện này vào á, và cái phần mà permission á, các bạn sẽ phải thêm cái permission cho nó nhé. Trong cái phần là Android manifest này, các bạn sẽ thêm cái permission, hoặc là khi mà các bạn cài cái geolocation vào rồi á, thì khi mà người dùng người ta mở lên là nó sẽ yêu cầu cái quyền đấy. Location, để mình xem là nó sẽ thêm cái location. Ví dụ như bên iOS thì mình sẽ thêm những cái key và value này nè vào trong cái phần location của mình nè. Android thì mình sẽ thêm cái này nhé, access file location, rồi mình sẽ dán nó vào đây. Đấy, hoặc là nó có, hoặc là cái view permission là cái Android access cross location, tức là địa chỉ tương đối hoặc là địa chỉ chính xác đó. Thì do hai cái này thôi nhé. Nếu như mà Android mà lớn hơn hoặc bằng 23 thì nó sẽ yêu cầu cái access file location hoặc là access cross location permission use. Đấy, cái này nó sẽ yêu cầu cái này nhé. Còn bên cái này là của bên iOS, thì mình sẽ thêm những cái dòng này vào bên cái phần iOS, tức là thêm cái description vô đó. Mình sẽ vào bên iOS, mình sẽ thấy là nó sẽ có một cái phần, đó là cái event hub của mình ở đây này. Và mình sẽ vào cái phần info.split ở đây, cái phần description đó, mình sẽ thấy này, ở đây mình đang có một cái này nè,
Giờ mình sẽ thêm một cái nữa, đó là cái location always when and when in use description, tức là cái mô tả nữa. Thêm cái đoạn đó nữa nhé, mình copy cái này xuống nha. Rồi, dán nó vào đây. Mình có thể thêm vào đây nhé, thêm mình có thể chuyển qua tiếng Việt, mình ghi này, mình ghi là tìm sự kiện đang diễn ra gần bạn đi. Ok, lưu nó lại. Rồi, bây giờ sau khi nó cài cho Android xong thì mình sẽ CD vào iOS và mình cài cho iOS nhé. Pop install. Đối với iOS thì các bạn sẽ phải có thêm một cái location nữa nha. Mình sẽ phải thêm một cái capability ở trong cái phần Xcode của mình đó. Mình sẽ thêm một cái đó là cái location. Phải có location thì mình mới có thể sử dụng được nhé. Sau khi nó cài xong rồi nè, xíu nữa sau khi nó xong đó, thì mình sẽ chạy nó cho cái phần Android của mình lên ha. Mình mở lại cái Xcode rồi mình thêm cho cái phần iOS của mình. Mình sẽ vào cái phần iOS Open Existing Project này, vào đến cái project của mình. Đây là cái Event Hub Project này. Client nhé, client. Nó đang chạy nhiều tác vụ quá nên nó chịu không có nổi. Rồi mobile. Đấy lại chờ tiếp ha. Cái bên này nó đang cài cho iOS này nên là nó khá là nặng. iOS workspace, ok. Đấy. Và bên trong cái phần mà cái Xcode của mình ở đây này thì cái phần mà capability và cái sign á là mình sẽ thêm thêm một cái nữa, đó là cái location, cái quyền á. Rồi để trong thời gian chờ đợi thì mình cứ chạy cho Android cái đã, tại vì mình sẽ chạy trên Android mà. Dạ, Android mình chạy trên máy thật trên Android. Còn iOS thì mình đang chạy máy ảo nên là mình cũng không cần để ý tới nó. Vào lại phần project, vào event hub này, vào phần sign capability này, thêm thêm một cái nữa thì mình bấm vào dấu cộng ở đây, capability, thì mình sẽ thấy ở bên dưới này nó sẽ có một cái gọi là cái location nhé. Map, mình muốn xài map. Map này là của Apple nhé, của Apple Map ấy, chứ không phải là của map của Android đâu nha. Thì như là location là mình không có cần phải gọi ở đây thì phải. Mình muốn truy cập vào cái địa chỉ, cái map thì mình sẽ lấy thêm cái map này. Thông tin vị trí đó các bạn, mình sẽ xài cái map nhé. Ok. Đấy là mình sẽ có cái map này. Cái map này là để mình làm cái phần map thôi, mình sẽ không cần cái phần này nhé. Mình sẽ xài của ông geolocation thì mình sẽ không cần cái này, không cần cái map này. Ok, mình chỉ cần khai báo trong cái phần info.split là được rồi. Đây, chỗ phần info.split của mình ở đây này. Mình chỉ cần khai báo cái phần này này, cái phần description của nó ở đây là ok. Ok, như vậy là mình đã chạy lên trên Android. Nếu mà đúng á, thì khi mà Android mà mở lên á, là nếu mà nó người ta chưa cấp quyền á, là nó sẽ yêu cầu cái quyền nhé. Trừ phi mà người dùng người ta kêu là không hỏi lại nữa, thì lúc đó nó sẽ không có hỏi lại nữa. Và đó coi như là mình không cấp quyền, mình không cấp quyền rồi mình không hỏi lại luôn, không cho nó hỏi lại luôn. Đấy. Và nếu mà họ đồng ý bình thường thôi thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Đây ha. Và bây giờ này, bây giờ ví dụ như bây giờ mình vào lại cái app nha, mình tắt đi, mình vào lại này. Vào lại thì nó sẽ có thể nó sẽ yêu cầu cái quyền, cái cấp quyền nha, nếu như mình chưa cấp quyền nha. Còn ở đây nếu mình bên này là mình đã cấp quyền rồi, hồi nãy là mình đã cấp quyền rồi nên nó sẽ không có hỏi lại nữa.
Và mình sẽ lấy cái địa chỉ của người dùng, thì mình đang xài ở phần home screen á, nên là mình sẽ lấy ở phần home screen của mình nhé. Đây cái home screen của mình này, cái địa chỉ của mình là mình đang để cái giá trị là cố định thôi, chứ mình không có lấy cái khác. Bây giờ để mà mình lấy được địa chỉ của nó ra thì mình bỏ nó vào trong một cái view effect này. Đấy, và mình khi mà nó vừa mới vào là mình sẽ gọi nó, thì mình sẽ gọi cái geolocation hay import nó vào nhé. Import này, a còng React Native Community Geolocation, ở đây mình gọi nó là geolocation luôn. Geolocation, ok. Rồi geolocation ở dưới đây mình sẽ chấm geolocation. Chấm get current position này. Thì ở đây mình sẽ nhận được một cái, đó là cái position. Và mình sẽ thử console log cái position này ra xem nhé. Đây. Và reload nó đang reload nhé. Đấy, bây giờ nó sẽ hỏi mình là có cho phép sử dụng thiết bị này không, thông tin vị trí không nè. Ok, cho phép rồi. Chỗ này nó đang bị mình sẽ reload nhé. Permission denied thì đây. Location permission was not granted. Tức là hồi nãy mình chưa có đồng ý đó, bây giờ mình đã đồng ý rồi nè. Bây giờ mình sẽ thử reload lại nhé. Mình xem mình có lấy được cái thông tin vị trí không. Đây mình đã lấy được cái thông tin vị trí của người dùng rồi. Nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy là đối với cái geolocation này nè, nếu như mình lấy á thì mình sẽ chỉ lấy được cái phần là cái kinh tuyến, kinh độ và vĩ độ thôi, tức là nó là cái, đây là lấy hai được hai được hai cái này này, kinh độ và vĩ độ, vị trí theo cái số này. Nhưng mà mình không thể lấy cái này ra để mình hiển thị lên trên này được, người dùng người ta nhìn người ta đâu có hiểu đâu. Mình để, nếu mình để ở đây người dùng người ta không có hiểu được là người ta đang ở đâu cả, mà mình phải lấy được cái tên nhé. Mình phải lấy được cái tên của cái vị trí gọi là dịch ngược đó. Các bạn sẽ thấy nó có một cái khái niệm đó là dịch ngược nhé. Revert location, location reverse location này, cái này là của bên cái bên map API nó có cung cấp cho mình nhé. Các bạn có thể sử dụng của Google cũng được nha. Đây này, các bạn có thể sử dụng của Google, nó cung cấp cho các bạn nhé. Các bạn cần phải có cái API nhé. Sau đó thì mình sẽ dịch ngược nó ra từ cái thông tin là last and long á, thì các bạn sẽ dịch ngược ra lại thành cái địa chỉ. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái thư viện miễn phí khác, đó là here API đó. Here API. Đấy. Và khi các bạn đăng nhập vào phần here này này, sau đó thì các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái API, tạo cho mình một cái API key á. Đây nhá, mình đã đăng nhập rồi nè. Sau đó thì mình sẽ tạo ra một cái API. Các bạn vào phần tài khoản của mình á, tài khoản này. Đây, mình sẽ vào phần này, location service, tức là cái danh sách á. Cái này các bạn đăng nhập bằng Google đồ bình thường thôi nhé. Vào phần là geolocation, geocoding và search này. Đây, các bạn sẽ vào đây và các bạn sẽ thấy nó có một cái phần đó là cái geolocation search API này. Rồi API reference này. Here Google autocomplete này. Autocomplete là các bạn giống như phần sort á, các bạn sẽ có cái phần sort xong rồi nó có cái phần hiển thị ra danh sách các cái địa chỉ đó, thì nó sẽ là cái autocomplete này nhé. Rồi mình sẽ vào phần view out này, API reference này. Đấy. Mình sẽ revert đây. Các bạn sẽ thấy nó có một cái phần đó là cái revert geocode, tức là mình sẽ có cái last and cái long này, và nó sẽ chuyển về cho mình thành một cái địa chỉ giống như kiểu mà mình đang xài ở bên ngoài đó. Thì còn cái này là cái API của nó cung cấp cho mình nhé. Mình sẽ copy cái API này này và mình sử dụng nó nha. Nó sẽ có cái API cung cấp cho mình sẵn đây và cách sử dụng nó bên này. Đấy, mình có cần phải có một cái API key nhé. API key thì khi mà các bạn đăng ký tài khoản á, và các bạn tạo một cái dịch vụ á, là các bạn sẽ có cái API key nhé. Đây, bây giờ mình sẽ quay lại này, mình coi lại cái phần API key của mình nó là cái gì. Home nha.
Thì khi mà các bạn đăng ký một cái tài khoản với HIA thì các bạn sẽ có một cái đó là 1.000, 1.000 là transaction, tức là 1.000 là chuyển đổi trên một ngày nhé. Đây là tài khoản miễn phí ha. Miễn phí thì nó sẽ có cái giới hạn như vậy, là các bạn sẽ có được cái HIA Explorer and Data SDK này, thì các bạn sẽ có được 1.000 lượt miễn phí trong một ngày đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần này đi, để mình lấy cái API của mình, cái đó là cái gì, API key đó các bạn sẽ phải có một cái project nhé, phải tạo ra một cái project. Sau khi có cái project rồi thì nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái API key. Đây, ở đây mình đang có cái app name này và cái app ID ở đây này. Bây giờ mình sẽ vào phần event hub, các bạn tạo project nha. Đấy thì nó sẽ cung cấp cho các bạn cái API key. Các bạn có thể tạo nhiều cái API key cũng được nhé. Ở sau khi mình có cái API key rồi thì mình để nó đi. Và mình sẽ qua cái phần này, vào cái phần là here, cái geocoding and geolocation này. Và mình sẽ vào cái phần, mình sẽ tìm thử coi cái phần là API reference này ở đây nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần là reverse jail cost này ở đây này, thì nó sẽ có cái API ở đây, và cái phần này là cái địa chỉ này, cái kết quả mà nó trả ra cho các bạn đó, thì 200 là các bạn sẽ có cái item, và trong cái item này thì nó có cái địa chỉ này, có cái title này, có cái ID này, có cái police, tức là cái giao thông cảnh sát gì đó, thì nó sẽ nằm ở trên này nhé. Nó có rất là nhiều cái. Rồi như vậy thì mình sẽ sử dụng nó như thế nào? Tại vì nó là API nên là mình gọi nó là API, mình sẽ gọi từ API thôi. Để xem nào, mình sẽ phải có một cái data truyền vào chứ. Nếu như không có data truyền vào thì mình sẽ phải truyền nó trên cái param nhé. Đây này, nó sẽ có cái param đó, mình sẽ phải truyền cho cái param nhé. Location này. Query params này. Đây. Multi đây, mình sẽ lấy cái này thôi. Nhưng mà nó sẽ phải có cái param để mình truyền vào cho nó. Ví dụ last nhiêu, long bao nhiêu, và cái API là bao nhiêu. API key là cái gì ha? Rồi bây giờ mình quay lại cái phần code này của mình nè. Bây giờ mình kiểm tra nè. Nếu như mình sẽ viết ra một cái hàm nhé, ở đây mình sẽ gọi là const này, reverse location geo code bằng này, mình sẽ nhận vào cái last, đây mình sẽ truyền vào cái last là number này, last kiểu của nó là number nhé, và long này, last là number, và long là number luôn. Sau khi mà nó truyền vào rồi thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ lấy nó ra. Bây giờ mình sẽ dựa vào cái phần này này để mình lấy được cái thông tin vị trí của người dùng. Ở đây mình sẽ xài cái async nhé. Async rồi, mình sẽ thử console log cái last và cái long này đi. Đây, ở chỗ này cái position này nè, mình sẽ kiểm tra xem là nếu như mà nó phải có position và nó có cái cột này nè, tại cái last và cái long nó nằm ở trong cái cột nên là mình sẽ lấy từ bên trong này ra nhé. Đây, mình kiểm tra xem nếu như mà if nè, nếu như mà có cái position chấm cọc đấy thì mình sẽ gọi đến cái hàm kia của mình, handle, mình gọi là revert jail code, và mình truyền cái last vào. Cái last chính là cái position này chấm cọc này chấm chấm last chấm last lateral và long lateral nhé. Rồi long là cái position chấm cọc và chấm long lateral. Ok. Rồi mình xem thử coi nó có lấy ra được đúng không? Lấy ra chính xác không? Chính xác luôn. Ok. Rồi bây giờ phần này thì mình sẽ có cái gì? Có cái API này. API nó sẽ bằng cái gì đó ở đây, mình cứ để ra đây trước đã. Rồi mình gọi đến cái try catch nhé. Try catch console log và cái errors. Rồi trong này thì mình sẽ có là cái content rest bằng, mình sẽ xài await. Await và mình gọi đến cái ACS nhé. ACS. Đấy, và mình truyền cái API của mình vào. API ở đây mình chưa có cái gì cả nên là tạm thời mình cứ để đây đã, mình chưa có gọi nhé. Mình phải làm xong cái API đã rồi mình sẽ tính tiếp. Cái API của mình là mình chưa có, mình phải tạo viết cái API trước đã nha. Cái API của mình thì mình sẽ lấy của bên here, nó cung cấp cho mình á, geocode.here.api.com này, v1 này. Đây last bằng long ha. Và ở đây mình sẽ cung cấp cho nó hai cái, một cái là last và một cái là long, và cái API nhé.
Đây chính là cái last này, add này, add là last và long. Ở đây thì mình sẽ truyền cái last vào cái long ở đây. Last rồi, cái này là cái long nhé, long draw rồi, long. Ok, và cái API key là cái gì? API key là cái mà mình khi mà mình đăng ký á, là nó sẽ có cho mình đó, là cái này nhé. Các bạn sẽ copy nó nha, copy và các bạn dán vào đây, dán vào cái phần này này. Các bạn khi mà các bạn tạo app á, là nó sẽ cung cấp cho các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ thử console log cái REST ra xem nó là cái gì nhé. REST xem mình có lấy được không ha. Đây, đây là mình đã lấy được cái thông tin địa chỉ này, vị trí ra này. Đấy, các bạn sẽ thấy nó có cái phần config này. Và mình sẽ console log cái data nhé. Tại vì ở đây nó đang là bị như vậy nên là mình sẽ lấy cái data kiểm tra xem REST và này REST.status bằng 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 200. 200 là đúng ha. Và rest.data. Các bạn cũng có thể tách nó ra nhé. Tách nó ra thành một cái phần khác á, thành cái phần API của mình hôm bữa mình đang làm ở đây nè. Nhưng mà tại vì mình xài có một chỗ nên là thôi kệ nó, mình cứ làm ở đây cũng được. Mà mình sẽ cần console log cái rest.data ra nè. Để xem mình đang lấy được cái gì nhé. Đấy, mình đã lấy được cái thông tin vị trí ra chưa? Đây nè, address này, rồi distance này. Bây giờ mình sẽ lấy, nó sẽ trả ra cho mình theo dạng là item và nó là một cái mảng nhé. Rồi mình sẽ gọi đây là const này, items thì nó sẽ bằng cái rest.data và .items. Item này, items, ok. Và mình sẽ cần console log cái item thứ không ra, tại vì mình lấy cái đầu tiên thôi. Mình sẽ chỉ lấy có một cái thôi, mình sẽ lấy cái đầu tiên ra nhé. Đây là mình sẽ có một cái thông tin vị trí này, mình sẽ copy cái này này. Và mình sẽ bỏ nó qua cái phần là mình sẽ chuyển nó qua qua cái type để mình có thể sử dụng nhé. JSON này, chấm thư TypeScript, Control A, Control V ở đây đấy, là mình sẽ lấy được cái thông tin này. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này đi, mình copy cái này nhé, để mình dán qua cái phần code của mình đó, để mình làm cái phần model của mình ở đây nhé. Model của mình đây, mình sẽ tạo ra một cái file mới, tên cho nó là address model đi, address model cho nó khỏi bị trùng với những cái khác nhé. Rồi dán nó vào đây, chỗ này nó sẽ là address model. Ok, xong. Bây giờ mình quay lại này, sau khi mình đã lấy được rồi đúng không, thì mình quay lại đây, mình sẽ tạo ra một cái state ở đây nhé. Gọi đây là use state, state này à, nó là address hay là gọi là current location cũng được, current location cho nó cùng tên nhé. Và kiểu của nó sẽ là kiểu là address model của mình đó, model. Rồi mới đầu thì nó là undefined ha, chỗ này kiểm tra nếu mà có rồi thì mình sẽ set cái address, set cái current location bằng bằng item thứ không là xong. Rồi sau khi mà nó có thì mình sẽ làm gì, mình sẽ kiểm tra, mình sẽ sửa lại ở bên dưới này nè. Mình nói là nếu như mà có cái address thì mình sẽ thay bằng cái address, còn nếu không thì mình sẽ để nó là rỗng. Đây mình kiểm tra là cái current location mà có thì mình sẽ hiển thị cái text này ra và mình sẽ thay cái này này. Bây giờ các bạn sẽ thấy cái chỗ này này, nó sẽ có là city là thành phố này, cái này là cái ngôn ngữ nhé, cái ngôn ngữ mình có thể đổi thành tiếng Việt đi, lang bằng vn v. Okay. Mình sẽ cho nó chạy lại thử coi, để mình lấy lại nhé, mình lấy lại xem nó có ra được tiếng Việt không. Đây nó tiếng Việt, address đường Hoàng Hoa Thám này. Cái này đúng địa chỉ của mình rồi ha, xã Gia Canh này, địa chỉ hiện tại của người dùng. Ở đây là mình đang lấy cái địa chỉ hiện tại của người dùng, cái title ở đây nó đang lấy cái tên đường. Đấy. Và bây giờ mình hiển thị là mình sẽ chỉ hiển thị cái phần đó là cái tên thôi, mình đang không có console log nhé. Bây giờ mình để đây đi, mình sẽ thử console log cái current location thử ra xem nó ra cái gì, nó có ra đúng một tiếng Việt không. Đấy là tiếng Việt này nha, tại vì mình để là tiếng Việt mà, Việt Nam rồi Đồng Nai. À, thì mình sẽ để nó là từ xã đi, district đi nhé, district. Hoặc là các bạn sẽ xem này, ở đây nó đang để là thành phố này, New York, thì các bạn sẽ để là thành phố là huyện đi, city đó, city. Và quốc gia nó viết tắt này, quốc gia của mình ở đây là country code, nó viết tắt này, viết tắt là Việt Nam này. Mình có thể để nguyên dài dài ra như vậy cũng được nhé. Thì đây mình sẽ để là để cái city và cái country nhé, country nhé. Rồi chỗ này mình sẽ thay vì là mình để cái này thì mình sẽ sửa lại này,
Đây, nếu như có current rồi thì mình lấy current location.city chấm address này, chấm city này, rồi phẩy cái chỗ này cho nó nối lại nha, rồi phẩy cái này current location chấm address và chấm country code cũng được nhé, country code cũng được mà country name cũng được, các bạn để cái nào cũng được, cái này là do mình thôi. Đấy, country này, đấy, huyện Định Quán, Việt Nam. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành cái việc là mình lấy được cái địa chỉ của người dùng, lấy được cái thông tin vị trí của người dùng, khi mà người dùng người ta vào cái app là mình sẽ lấy cái thông tin vị trí ra và mình hiển thị ra đây đúng cái vị trí mà người dùng người ta đang ở, đang đứng đó. Thì cái này dùng để làm gì? Để dị khi mà các bạn mà lấy ra những cái event đó, hoặc là khi mà người dùng người ta tạo cái event đó, thì người ta phải muốn là tạo nó nằm ở cái vị trí nào đó, họ có thể lấy được trên bản đồ hoặc là họ có phải là phải có thể chọn được ở trên một cái vị trí nào đó, thì mình sẽ y như khi các bạn đặt hàng đặt giao đến đâu đó, thì nó sẽ nằm ở trên này nè, thì người ta thì mình mới lấy được những cái nào mà những cái event nào mà đang ở gần vị trí của người dùng. Ví dụ như mình nói là cái khoảng cách là 5 km hoặc là khoảng cách là 10 km thì mình sẽ lấy được nó ra. Thì ở phần tiếp theo, phần sau là mình sẽ thêm cái phần là phần map vào đây nhé, phần map, và mình sẽ cho hiển thị một số cái vị trí mặc định nào đó. À thôi, phần tiếp theo là mình sẽ làm về cái phần là thêm sự kiện nhé, mình sẽ thêm sự kiện mới và gắn cái địa chỉ vào để mình sẽ thể có thể là hiển thị cái địa chỉ này ra này. À, cái phần này ra nhé, thì cái phần này giao diện nhìn nó có vẻ không được ok cho lắm, bữa sau thì mình sẽ sửa lại nó nha. Đó, ok, và sau nữa thì mình mới làm tiếp cái phần là hiển thị ra theo cái map nhé. Đây, mình sẽ hiển thị cái map ra. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu mà thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho nó một like và chia sẻ nó tới bạn bè của các bạn nhé. Đừng quên đăng ký kênh để luôn nhận được thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các phần tiếp theo.